trong cô hổng dạ, nó cứ chạy hai cái lỗ gì trong cô hổng nữa là biết trong bao tử đó nó hai cái lỗ mũi mà nó sạc trong cái miệng không. Nghe lại hả? Giữ mấy ghế này xuống không được. Giữ mấy cái ghế này xuống không được. Nó tắm tổn nữa đây. Giờ lên đường đi ca là cấp cứu nha cả nhà. Bệnh nhân không biết gì, ra máu nhiều quá, người ta gọi nhờ cấp cứu. Giờ mình đi cấp cứu thôi. Lên đường để mà mình hỗ trợ cho bà con. Bây giờ hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2021. Bữa nay đi trên chuyến xe đi cấp cứu thì Tấm Tuấn với lại cháu Huy sẽ đưa cái ca bệnh nhân này. Rồi sao nó kêu quậy vào đây vậy? Quậy vào đây đường hẻm mà. Bậy bạ sức. Ăn yếu quá rồi. Đi đường khác đi. Sao dắt vô đường hẻm chi vậy? Thì xe thì đi trơn rồi, còn đúng chiếc 01 ở nhà thôi. Để xe đi tỉnh tá lả hết trơn rồi. Thì bây giờ Tấm Tuấn mời cả nhà cùng với lại Tấm Tuấn đi nha, thôi nha cả nhà nha. Rồi sang xin phép được mở còi cả nhà ngắm đường Sài Gòn như thế nào nha cả nhà.
Chưa có em dọn anh chú đây, em nói anh đi bệnh viện em lỡ liên hệ chú em anh chỉ đường đi nha. Dạ. Ôi cầm máu kêu ngồi ngửa ngửa cái cổ lên để cho nó đổ máu nữa. Ngửa ngửa xuống con. Mày bị suy tỷ à? Mày bị suy tỷ 4 năm mấy năm rồi. Bộ vợ đây đi thẳng luôn anh sao? Dạ đi thẳng á, anh Tám đi thẳng á, quảng xuống cầu vượt á. Uống nhà Long An hả? Rồi chú hỏi chị không? Dạ dạ dạ. Tại đi cao, chú phải chị trước rồi đừng chị sau rồi chú chạy luôn. Dạ dạ dạ, anh cứ chạy đi. Chạy thắng nó bỗng xuống mấy dưới về hướng Long An, nó có quẹo phải rồi, chuyện đó là quẹo phải là uống nhà mấy anh ta. Rồi bên
bệnh viện tới hả? Dạ. Bệnh viện tới hả? Không, bệnh viện của BDH máu huyết học á anh Tám. Dạ dạ dạ. Nó kéo bên bệnh viện Nhi thành phố luôn á đó. Dạ thẳng đi anh Tám, tới ngã ba anh Tám quẹo trái. Qua ngã ba mới vừa qua nữa. Không. Mới vừa qua ngã ba đó. Nó có đường qua. Này chị đường lâu chưa anh? Đã bị 4 năm mấy rồi. Tự nhiên nó chảy về hoài anh sao? Dạ cái bệnh này nó thiếu tiểu cầu á, đó mà nó chảy hoài vậy. Cái bệnh tủy mà anh Tám. Dạ. 4 năm mấy rồi, nói chung nhà bên má vợ cũng bán điều trị cho nó mà cũng không nổi, không khỏi. Cái này lâu lâu chị mới trả là ngày nào? Nói chung là nó không dài, nó chảy hoài luôn. Cái kinh nguyệt nó cũng vậy, nó không có cầm máu được. Nó tiểu cầu nó không có như người bình thường mình, nó thấp lắm. Tiểu cầu mình là có là cái cầm máu mà nó không có tiểu cầu, bởi vậy cái máu nó loạn, nó chảy hoài. Dạ bữa nay nó mới ra nhiều bởi vậy mới đưa đi đó. Chứ bình thường nó cũng chảy mà nó cầm lỗ mũi lợn chút là nó không có chảy. Quẹo trái á anh Tám. Cái xăng là chạy lên chút là cầm bên tay phải là đường tắt nó đi vô là lẽ đó anh đó. Ngoài phải luôn đúng không? Dạ dạ, qua khỏi cây xăng nó nằm bên tay phải. Hai đứa anh Tám ơi. Đứa này đứa lớn hay đứa nhỏ? Dạ đứa lớn. Gần sắp tới đó có bảng đó anh Tám, có bảng đó là quẹo đó. Quẹo đây không? Chạy lên chút thôi, chạy lên. Ngã ba. Rồi quẹo. Này đang đi học hay sao? Dạ đi học lớp 7 nghỉ rồi anh Tám ơi. Nghỉ mấy năm nay rồi. Tiền không anh Tám ơi? Dạ. Dạ. Tối này. Nó nhỏ quá, bây giờ giờ đi rồi. Nghèo. Tiền cũng đổ cho nó hết luôn. Tê tê. Dạ. Tê tê. Cấp cứu em ơi!
đúng rồi, bên đó chỗ truyền máu nè. Bên này bên chỗ truyền máu huyết học đúng không? Vô bên này không? Nó kêu cổng trên. Rồi giờ ngay cây cầu cũng đã đến rồi nha. Cổng trên tao đứng à. Ráng xíu con ơi, vô tới rồi con ơi. Trời đất ơi, có ổ voi không? Ổ khủng khiếp. Đường, bệnh viện làm rồi mà đường chưa làm. Ráng con coi, cứu rồi đó, cứu rồi. Ráng. Cấp cứu em ơi, cấp cứu. Mở cửa em đi. Đậu bên đây hả? Đó, buồn ngủ rồi bóp kèn trong cảnh. Ghê lại hả? Giữ mấy ghế lại xuống không được. Giữ mấy cái ghế lại xuống không được. Ghế mấy cái đồng này. Khó chịu nha, ô nhiễm dạ. Trời, gán xíu con rồi, có bác sĩ rồi. Không xuống được hả? Để xuống đi con. Tặng nó cái kia, tặng nó cái xuống con. Cổng con đi, còn cổng con đi. Đi không nổi hả? Bây giờ anh lấy mấy cái này nè, anh xuống bỏ lên gác kìa. Rồi anh bỏ nó đây, rồi anh đỡ con bé lên. Vậy con đưa cái ghế cho con ngồi trước đây rồi. Anh bỏ cái bịch nó lại đi, để anh đỡ nó xuống trước cái đó. Dạ. Nó xây sẵn rồi, nó đứng lên, nó đỡ rồi. Con ơi, con nằm luôn, nằm đi. Nằm đi rồi, để con nằm đi. Con ngửi ra đi rồi, rồi chú đẩy con sao xuống cho. Thì trường hợp này rất là lạ. Thì nãy giờ chú bộ cũng chạy sớm nhất có thể để tới bệnh viện, nhưng mà bệnh viện thì không cho xe của Thương chạy vô trong, thì bắt buộc bác vợ bảo vệ sẽ đón bác sĩ ra. Tại này là quy định của bệnh viện nên mình không có làm trái được, nên cả nhà mình lại thông cảm. Nằm xuống đi con, nằm xuống. Máu thì ra rút máu hết của chị rồi. Anh chạy vô trong chỗ gõ gõ chỗ nó đi. Tử ra ngoài nó không cho vô. Hình như bảo vệ đi là sao? Hình như bảo vệ nãy chạy vô đón bác sĩ ra hả sư phụ? Vô đón bác sĩ ra hả? Dạ. Chứ không cho xe mình chạy vô. Ừ. Con nhiêu tuổi rồi? Tuổi hả? Vợ đang có miếng bông còn chứ, đừng cho chảy máu xuống dưới áo.
giờ đợi bảo vệ đưa bác sĩ ra nữa cả nhà. Vô rồi nhưng mà cái không, không cho vô. Chứ không cho xe của Thương vô bên trong được. Còn không biết lý do tại sao nữa. Thì em kêu hỏi có cho chạy vô không? Vô cổng này nó hả? Không cho vô, cũng ở yên đây. Thì kêu ở yên là không cho vô làm sao vậy? Cái này là quy định của bệnh viện. Em gọi cho bác sĩ nào điều trị đi. Thì bảo vệ sẽ vô bên trong đón bác sĩ ra. Thì nãy cả nhà không thấy bác bảo vệ chạy cái xe mà xe như cái xe dù cả nhà. Xe điện á. Anh lấy bông gòn chọc vô dưới cho nó. Để cái bao nè, xé cái bao ra. Xé cái bọc ra cho nó ối ba cái máu ra. Máu ra nhiều quá rồi đó. Con súng ở dưới lẫn cho máu nó chạy xuống dưới bằng cả ướt cái quần của con ngồi. Đừng sốt, đừng sốt con. Nói nói chị khóc luôn. Đến, đừng sốt. Không có sợ, bác sĩ. Rồi đem đổ bịch đó anh, đổ bịch đó anh cái này không? Con cầm cái đó vô, chịu vô. Đừng có sợ con. Đến, không có sốt, nghe. Đến con. Cầm vô đây nó chảy ra nữa. Tới đi chị biết rồi nhưng mà kêu mà nó chạy quá trời bảo vệ mảnh cái xe gì hết vậy ở trong này cũng có điều trị Covid ấy, cho nên người ta cũng phải có hạn chế để mà tiếp xúc rồi đó người ta ra rồi ấy. Có bệnh viện mà không có Covid thì chạy thẳng vô cấp cứu được rồi. Rồi này ở đây cũng có điều trị Covid thì sao á. Là máu quá trời. Ôi ra cục không á. Ôi để mấy ngày nay mà sao không chở đi liền để mà đi bắt trời. Thôi hả? Để lát nữa tôi lụm cho. Rồi đổ bịch đó thì nó ho chèn nữa. Thì giờ chưa ra rồi.
rồi tôi chặt máy rồi tôi cho nó đi. Con leo xuống này, chưa có leo xuống không? Bây giờ nghe nè, anh chờ đợi con chờ trước đi, tôi hạ xuống cho bé nó xuống để giờ nó xây sẵn một hai rồi. Thôi anh chịu ở đây đi, nắm đầu lên chịu đi, tôi hạ cho. Đỡ lên nha. Rồi hạ xuống. Dạ. Hạ xuống đỡ lấy cái chân đỡ cái chân. Rồi. Rồi con bước qua đi. Ăn rồi nhớ không? Ăn rồi giữ luôn. Đây, lo cho nhỏ lên nãy con cửa cho máu cho. Rồi rồi. Gấp tiêu quá mấy con quỷ này nó không có để cái bình sát khuẩn nào trên xe vậy. Về chắc nó dạ về chắc nó phạt mấy con mắc dịch nào quá. Với cơ hội này nó không có để một cái bình sát khuẩn nào trên xe luôn. Cho máu quá trời. Nhiều ba bịch máu đó không sư phụ? Bốn bịch. Bốn bịch. Chảy với máu đó luôn hả? Con nghẹp nhỏ. Nó chảy vô ngược vô trong cái họng đó. Có mấy trường hợp này gấp quá lâu có kịp làm giấy tờ nó xíu gì đó. Tại bệnh nhân ra máu rồi cả nhà, mệt rồi nên không có kịp làm giấy tờ, phải đưa vô bệnh viện gấp. Rồi giờ hai thầy trò đợi bảo vệ ra mở cổng, không hay thầy trò chạy về. Đây, đây là bệnh viện huyết học. Con này mới 17 tuổi không? Máu quá trời luôn. Ôi, ra nó nói ra quyết cục luôn á. Dạ. Ngồi. Rồi để mà chảy từ sáng giờ sao không cho đi liền, mà để tới giờ này mới cho đi. Nhà giỏi gì đâu vậy? Ôi, coi như là đưa cho cháu nó tới bệnh viện kịp thời là cả nhà nha. Kiểu lần đầu tiên sáng mới thấy cái ca bệnh này, quá lần đầu tiên trở luôn. Cái sao mà máu nó tuôn tuôn, nó chảy ra giống như là cái vòi nước mình bị vỡ hay sao đó. Chảy lắm. Xuống là thay bốn bịch rồi đó, đổ ra. Rồi lớp nào nó chảy nhiều quá, nó lọt vô trong cái cuốn họng á. Nó nằm trong cuốn họng của cháu á. Cháu nó khó thở, nó chóng mặt, nó xây sẩm luôn. Rồi nãy ngồi dốc vậy nó ọc ra được là nó đóng quyết luôn rồi đó. Nó ra thành đóng quyết đó, nó cục cục quá. Mà lần đầu tiên mình mới chở cái ca bệnh như vậy.
cô không hiểu luôn. Nó là người ta nói là bị quýt cầu hả thù. Rồi hồi nãy mới ông nói gì quýt cầu, hồi nãy lo tập trung chạy không để ý hỏi. Bé nó thấy máu nhiều quá nó sợ nó khóc luôn. Thấy cũng tội nghiệp. Ôi mà cũng may vô tới bệnh viện rồi, vô trong đó các bác sĩ người ta chăm sóc. Thì cả nhà đừng có chết đi, tại vì nhiều khi cái trong bệnh viện á có mùa dịch Covid đồ này kia nọ đó. Thì bệnh nhân vô nó giống như không phải như lúc trước là mình cũng vô, mình vô để người ta cổ kiểm tra hồ sơ giấy tờ có Covid đồ này kia không, mình để người ta trước rồi xong người ta xử lý cái tình huống khác nữa. Có với hai nữa trong trong bệnh viện nó cũng có điều trị Covid hay sao á, phải nghe cái y tá kia nó cũng có nói gì sao. Cho nên thì nó không cho chạy xe thẳng vô trong cấp cứu rồi đậu ngoài nè, phải xe rút vô. Thì nói đằng nào cũng vô được bệnh viện rồi là cũng mừng cho cháu, chứ để ngoài thấy máu ra nhiều kiểu này nếu mà mất thời gian nữa là không kịp, nó không biết nó như thế nào. Nói chung là máu mà ra càng nhiều thì mình phải làm sao mà một là cầm máu, hai nữa là mà nếu mà nó không mà cầm máu được, giống như bé này nó khỏi cầm máu được nên nó nằm bên trong cái lỗ mũi đâu phải chứ tương bên ngoài đâu mà mình cầm máu. Nếu mà nó tương bên ngoài nó mình còn cầm máu được, nó nằm bên trong tự nhiên nó trào ra với lại trong miệng nữa đó, sao nó nổ vậy đó. Cho nên này mấy cái tình huống như vậy đâu mình đâu biết cách nào nó là cầm máu, chỉ có vô bên trong của bác sĩ người ta mới xử lý thôi. Nếu mà nó là vết thương bên ngoài là mình có thể mình xử lý cầm máu được, còn là nó nằm bên trong nữa. Giống như là nó bị đứt một cái mạch máu nào ở bên trong hay sao nó chảy tuôn ra luôn. Ê, qua đây Sang cũng hoàn thành nhiệm vụ thì chúc cho tất cả quý vị khán giả cũng như là bà con cô bác và bà hải ngoại cũng như là quý vị mạnh quân trong nước được nhiều sức khỏe và buổi tối an lành. Bây giờ Sang sẽ quay về để sát khuẩn xe với sát khuẩn người luôn. Rồi, xe nó quên đem ra cái để bình cồn lên rồi, xe mới gỡ ở chiều mấy chiếc kia đi sạch chân đó này, rửa mỏ đồ xuống rồi nó mỏ là quên bỏ đồ lên lại rồi. Sang xin chào và hẹn gặp lại nha quý vị nha. Rồi giờ thì hai thầy trò con sẽ quay về để nhận ca tiếp tục. Nay hai thầy trò mình chạy luôn hả sư phụ? Bữa nay để mang đi tỉnh hết rồi, đi tỉnh hết trơn rồi. Thì cả nhà đừng quên cho hai thầy trò con một like và một lượt chia sẻ để có thêm một chút xăng dầu để sư phụ và các anh em hỗ trợ bà con nha quý vị khán giả. Thì cả nhà đừng quên nhớ đăng ký kênh Hội Thiện Nguyện BDS cũng như là kênh Tám Sen Nhiều Chuyện và kênh Tám Sen Chén Cơm Ấm Lòng và kênh Thủy Cuộc Sống Đời Thường nha cả nhà. Rồi thì bây giờ hai thầy trò con đi về nhà để nhận ca tiếp theo.